Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về giống mít ruột đỏ sơ vàng cho trái siêu sớm nha. Chúng ta trồng chăm sóc tốt thì trong vòng là từ 15 đến 18 tháng thì chúng ta bắt đầu để trái được. Trọng lượng của trái mít ruột đỏ sơ vàng này, trái nhỏ nhất có thể là 7 kg, còn trọng lượng trái to nhất có thể là 25 kg luôn nha. Còn đây là cái cây giống nè, bên trung tâm cây giống đang xuất hàng cho chủ đầu tư, số lượng là 250 cây đây ha. Đang nuôi lưỡng lại nè. Anh đặt trước nha, anh đặt trước là 10 ngày ha bà con. Anh đặt trước 10 ngày, bên Ly lựa ra riêng rồi xả nắng cho anh. Khi anh về anh trồng, cây nó quen khí hậu nắng nóng rồi. Đây, hàng lựa nè, cây có chi có tàn ha. Cái đầu sinh trưởng của cây nó không có bị nín nha. Quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Nó đang nở ra nè, nó đang nở ra. Còn đây là cái lá đây, lá mít cuột đỏ, lá bầu đi ha. Hiện tại bây giờ cũng là 35.000 trên 1 kg đối với loại 1 nha bà con. Có lúc nó rẻ thì 20.000, còn có lúc đỉnh điểm thì nó có thể lên tới là 120.000. Trồng mít thì chúng ta chỉ trong vòng là từ 30 đến 40.000 trên 1 kg đối với mít cuột đỏ này. Thì chúng ta thu lợi nhuận cũng rất là nhiều rồi nha bà con. Thời gian cho trái cũng sớm nữa, 15-18 tháng thì bắt đầu có trái rồi. Cộng thêm 6 tháng nữa thì chúng ta bắt đầu kinh doanh, là tức là 24 tháng thì chúng ta bắt đầu kinh doanh được lứa trái đầu tiên trên cây mít rồi. Mít ruột đỏ thì chúng ta cũng có thể là làm trái chuyền nha. Làm trái chuyền thì chúng ta có trái để bán quanh năm cho khu vườn nhà mình ha. Mít thì cũng khá là dễ trồng, cũng dễ chăm nữa. Bạn này không kén đất, dùng đất mà bị nhiễm phèn thì chúng ta cũng có thể là trồng được cái cây mít ruột đỏ sơ vàng này. Còn dùng mà Cà Mau á, mà chúng ta mà có nước ngọt để chúng ta tưới cho cây á, thì chúng ta cũng có thể là trồng được nha. Đây là cái lô mít đây, 250 cây. Đi giao bằng đường xe 7 chỗ luôn ha bà con. Đi giao bằng đường xe 7 chỗ luôn. Cái đơn này là giao về Long An. Gốc đường kính của cây á, thì gốc từ 1/8 ăn lên. Thì bên Ly có nhiều lô, nhiều giá, nhiều kích cỡ lắm nha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích trồng mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu này thì quý bà con chúng ta cũng có thể là gọi về hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn kỹ cho quý bà con chúng ta nha. Thì trồng mít thì có lúc lên lúc xuống, Ly xin nhắc lại, có lúc lên lúc xuống ha. Có lúc thì từ 20.000 là giá rẻ nhất, còn có lúc đỉnh điểm thì 120.000. Thì trồng cái cây ăn quả thì 20.000 trên 1 kg thì nó cũng khá là ổn rồi ha bà con. Đây là cái bo đây, bo rất là lực. Bo rất là lực nè. Đây là cái bo của cây. Bo cây nè. Cây nào cũng như cây nấy. Đây là cái bo này. Bo to lắm. Cái bo nó muốn bằng cái ngón út luôn nha. Còn khoảng cách trồng mít thì khu vực miền Tây thì quý bà con chúng ta trồng khoảng cách là 4 mét một cây ha. Trồng mít chúng ta phải lên mô nha. Không lên mô á, thì nó hay bị thối rễ. Trồng mô thì nó sẽ phát triển tốt hơn. Đơn này là 250 cây. Lên nhiêu cây rồi? 200 đầy xe. Nếu như cô chú anh chị nào mà đi chiếc xe 7 chỗ giống như vậy thì chúng ta cũng có thể là chở về được, là từ tùy theo xe đó nha, tùy theo xe. Giống như xe cái thùng rộng này thì chúng ta cũng có thể là chở được 200 cây. Như đây là 200 cây rồi nè. Ém hết được 250 cây không? Hết luôn ha. Hết luôn ha bà con. Ém hết 250 cây luôn. Chắc khéo nha, chắc khéo mới được nha bà con. Còn chắc không khéo là không có được đâu. Mít ruột đỏ sơ vàng thì trong ruột nó sẽ màu đỏ, cái sơn nó sẽ màu vàng. Nếu như cô chú anh chị mà cung cấp dinh dưỡng đủ cho cây á, khi nó mang trái thì cái sơn nó sẽ lên cái màu cam cam ha. Nhìn nó cũng rất là đẹp. Ăn nó cũng giòn nữa nha. Thì đang được xuất khẩu giá cao. Thì ngoài cây mít ruột đỏ sơ vàng ra thì bên trung tâm cây giống có thêm một loại mít nữa là mít Thái nha. Mít Thái sơ sớm chân gai da xanh ha. Thì cũng đang được xuất khẩu luôn. Hai thể loại trên thì đang được phổ biến, trồng tại Việt Nam cũng rất là nhiều ha bà con. Rồi thêm một cái loại tiếp theo nữa là mít tố nữ dị sầu riêng. Rồi mít tố nữ truyền thống của chúng ta, rồi mít tố Tây. Đó, cũng khá là nhiều loại mít. Nơi đây là nơi trưng bày cây giống của bên trung tâm cây giống nha. Xa xa ngoài kia thì đang trưng bày sầu riêng. Còn nơi trong đây thì đang soạn hàng ra để giao hàng online, đóng hàng online cho chủ đầu tư. Thì cũng có sầu riêng nữa nè. Sầu riêng này là sầu riêng Thái. Rồi có nhãn, nhãn sườn cơm vàng, vú sữa Mika. Rồi cũng có đơn đóng hàng online về cây mít ruột đỏ sơ vàng này nữa. Đây là cái lá của cây đây ha. Đi quay lại cho quý bà con chúng ta xem nè. Cái lá nó nhung mịn nè. Cái lá nó nhung mịn ha. Nó không có lông nhiều. Nó khác hoàn toàn với cây mít Thái luôn. Quý bà con chúng ta nhìn cái cây mít Thái nè. Ở trong cái phần lá nó dưỡng nha.
nó nhăn nhăn, nó dưỡng lên và cái lá nó sẽ phè hơn. Và nó có chóp đuôi nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy chóp đuôi không? Chóp đuôi ha, chúng ta gờ vô nó nhám nha. Khác nhau hoàn toàn hết nha bà con. Cái lá của cây mít Thái thì nó mỏng hơn, nó mỏng hơn, khi nó đi cơ đọt nó mỏng hơn cái cây mít mít ruột đỏ của chúng ta ha. Mít ruột đỏ nó gờ nó nhung mịn, nhưng mà cái sự của chúng ta gờ vô thì nó hơi dày, nó dày hơn. Thì mít ruột đỏ thị trường hiện tại cũng rất là nhiều loại nha. Quý bà con chúng ta phải trồng đúng mít ruột đỏ sơ vàng. À, mít ruột đỏ sơ vàng này, thứ nhà trung tâm cây giống cung cấp đây thì đang được xuất khẩu nha. Quý bà con chúng ta trồng mít ruột đỏ thì chúng ta nên lưu ý một điều ha bà con. Tại vì nó cũng khá là nhiều ruột đỏ. Chúng ta phải biết là mít ruột đỏ gì đang được xuất khẩu thì chúng ta đầu tư ha. Đây là cái xe đang lên hàng đây. Cô chú anh chị mua ít thì Ly sẽ đóng hàng online, còn mua số lượng nhiều thì Ly sẽ đi giao bằng đường xe. Và Ly xin nhắc lại địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang nha. Hai số điện thoại hiện trên màn hình đều có xài Zalo. Anh chị nào cần mua cây giống hoặc là cần xem cây giống thì kết nối Zalo ha. Thì Ly sẽ gửi hình ảnh cho quý bà con chúng ta xem hoặc là gọi trực tiếp cho quý bà con chúng ta xem nha. Đây. Đây là khu đóng hàng cây giống online, khu trong nữa ha. Mấy anh chị ở trong thì đang đóng dừa. Cái đơn trong đây thì mấy anh chị đang đóng dừa. Dừa này là dừa dứa nha, dừa dứa Thái hả bà con. Đó. Đơn này là 350 cây nè. Rồi, ngày hôm nay Ly chia sẻ về giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu nha. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.